Câu chuyện sau khá là bất ngờ với cộng đồng người Việt chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ. Vừa qua FBI truy lùng một nghi can gốc Việt đã từng giết người ở Boston cách đây 30 năm và trao tiền thưởng là 30.000 đô la Mỹ. Theo thông cáo từ FBI cho biết, nghi can có tên là Phạm Tiến Hùng. Người này đã tước đi sinh mạng của 5 người đàn ông trong một phòng đánh bạc bất hợp pháp ở khu phố người Hoa hay là Chinatown ở Boston vào năm 1991. Vào sáng sớm ngày 12 tháng Giêng 1991, nghi can vào phòng đánh bạc tại địa chỉ 85A ở trên đường Tyler, sau đó bắn 6 người theo kiểu tử hình trong lúc họ đang đánh bạc. Một người may mắn sống sót và nhận dạng ông Hùng là ông thủ, cùng hai người gốc Việt là Thẩm Thế Nam và Trần Văn Sani. Sáng ngày hôm sau, tòa thượng thẩm kết tội nghi can Hùng và ra lệnh truy nã. Theo FBI thì sau vụ thảm sát ở Boston, nghi can đưa vợ và hai người con đến Atlantic City ở New Jersey để đánh bạc ở đó rồi lái xe đến New York. Khi đến New York thì nghi can đi máy bay đến Hồng Kông vào ngày 1 tháng 2 năm 1991. Đến ngày 15 tháng 2 năm 1991, một chánh án của tiểu bang Massachusetts đã ra lệnh truy nã liên bang đối với nghi can Hùng vì tội ra nước ngoài để tránh án. Không chỉ bị truy nã vì giết 5 người, nghi can Hùng còn bị sở cảnh sát Boston truy nã vì giết một người vào ngày 8 tháng Giêng năm 1991, 4 ngày trước khi ấn trên 5 người ở Chinatown. Đến năm 2001, hai nghi can Thẩm Thế Nam và Trần Văn Sani bị bắt ở Trung Quốc và sau đó được đưa về Hoa Kỳ sau nhiều đàm phán ngoại giao. Vào năm 2005, hai nghi can Nam và Sani bị kết tội giết người tại tòa thượng thẩm và lãnh án chung thân. Trong khi đó, nhân viên công lực vẫn chưa bắt được nghi can Phạm Tiến Hùng. Họ phát hiện người này lần cuối ở Bangkok, Thái Lan từ giữa đến cuối thập niên 1990. Các điều tra viên cho biết nghi can Hùng là một nhân vật quan trọng của các nhóm tội phạm người Á Châu, trong đó có nhóm Ping An hoạt động ở Boston, ở Massachusetts, Philadelphia, Pennsylvania, ở Chicago, Illinois và Toronto, Canada. Nhân viên công lực còn cho biết ông có gia đình ở vùng vịnh San Francisco thuộc Bắc Cali, Nam Hàn và miền Bắc Việt Nam. FBI cho biết nghi can Phạm Tiến Hùng sinh ở Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ông là người Việt Nam gốc Hoa, biết nói tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh. Khi gây án vào năm 1991, ông Hùng là thường trú nhân của Hoa Kỳ. Nhân viên công lực mô tả lúc đó ông để tóc đen, có mắt đen, nặng từ 115 đến 135 pound, cao khoảng 5 foot 2 inch đến 5 foot 4 inch. Lúc đó nghi can Hùng cư ngụ trên đường Clayton ở thành phố Rochester, cách Boston khoảng 16 phút lái xe. Hiện nay nghi can Hùng 60 tuổi từng dùng nhiều tên như là Hùng Sắc, Hùng Phạm, Phạm Hùng, Hùng Tiến Phạm. Đến ngày 12 tháng Giêng, FBI bắt đầu một chiến dịch mới để bắt nghi can Hùng trên trang web của họ, cũng như là trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter và YouTube. Chiến dịch này nhắm vào các thành phố mà nghi can từng đến và FBI hy vọng công chúng sẽ giúp cho họ tìm được nghi can này sau 30 năm. Và hiện tại là số tiền thưởng được đưa ra đó là 30.000 đô la Mỹ cho người nào giúp họ tìm được Phạm Tiến Hùng. Nếu ai tìm được hãy gọi qua FBI số điện thoại 1-800-225-5324. Phải nói trong cuộc sống chung quanh chúng ta đầy rẫy những mẫu gương để mà chúng ta dựa vào đó làm động lực để thăng tiến đời sống của mình. Câu chuyện sinh ra và lớn lên của một cô gái trong một gia đình nghèo. Phải nói rằng tiền rất quan trọng, nhưng tiền đó phải do chính mình làm ra và do làm ăn chân chính mà có. Theo như Lynn Roger, một doanh nhân người Úc gốc Việt, là người sáng lập đồng thời là giám đốc chiến lược và phát triển thị trường của công ty Roger Healthcare có trụ sở ở tại Tây Úc. Bà Liên đã là một doanh nhân bất động sản tại Việt Nam từ lúc tuổi đôi mươi, nhưng bà là một người khá kín tiếng trên thương trường. Ít ai biết được bà đã từng kinh doanh bất động sản rất thành công ở trong nước và là người sáng lập công ty bất động sản Mai Liên và hệ thống ngôi nhà thông minh, và cũng đã từng gặt hái được ít nhiều thành công trong việc kinh doanh tóc và làm đẹp ở tại Sài Gòn lúc ở tuổi đôi mươi.
Trong lúc công ty bà làm ăn rất tốt ở tại Việt Nam, thì sau một chuyến du lịch dài ngày tại Úc, bà lại chọn sang Úc để mà sinh sống, làm việc và theo đuổi học vấn tại Úc. Chưa đầy 2 năm, bà Lynn Rogers lúc bấy giờ đã tốt nghiệp Đại học Thương mại khoa Kinh tế và Tài chính ở tại Đại học Tây Úc, đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Úc và cả 4 trường chăm sóc da tại Anh và Úc, và là một chuyên gia da liễu tại Úc, đã sáng lập ra thương hiệu chăm sóc da làm trắng da, làm trẻ hóa da tại Úc. Moderna đó là thương hiệu chăm sóc da có chức năng làm trắng da, giúp giảm sạm nám và làm mịn da, làm trẻ hóa da một cách an toàn và hiệu quả. Do Úc sản xuất và được bán rất rộng rãi ở tại các nhà thuốc tại Úc, các trung tâm chăm sóc da và làm đẹp cũng như là hệ thống online ở tại thị trường Úc cũng như là xuất khẩu. Với thương hiệu này được đăng ký bản quyền do công ty Roger Healthcare, trụ sở tại Tây Úc làm chủ, và mặc dù ngành làm đẹp và chăm sóc da đó là ngành cạnh tranh gay gắt nhất và trên thực tế có rất nhiều công ty thua lỗ và rời khỏi thị trường, nhưng với thương hiệu này cho dù ra đời gần 2 năm đã thành công vang dội không những tại thị trường Úc mà còn trên nhiều nước trên thế giới. Và vậy đâu là bí mật cho sự thành công của thương hiệu này? Theo ông Stephen Roger là CEO của công ty Roger Healthcare, công ty chủ của dòng chăm sóc da, thì 80% các công ty nhỏ đóng cửa tại Úc trong vòng 18 tháng, nhưng công ty của ông đã thành công vang dội bởi vì công ty của ông có bí mật, và một trong những bí mật đó chính là bà Lynn Roger, người truyền nhiệt huyết cho cả team của chúng tôi. Câu chuyện hiếm ai biết, bà Liên sinh ra trong một gia đình đông con ở tại vùng quê Quảng Nam, và bà là người con thứ 11 trong gia đình có 12 người con. Bà kể lại từ lúc 2 đến 3 tuổi bà đã từng được mẹ gánh đi chợ mỗi ngày và chứng kiến mẹ buôn bán ngoài chợ và quan sát tất cả những giao dịch, và bà cũng đang tham gia bán hàng cho mẹ. Cũng từ kinh nghiệm bán hàng từ rất bé, bà lần đầu tiên kinh doanh riêng cũng là người đầu tiên bán bắp ngào đường lúc bà 9 tuổi trước cổng trường tiểu học tại quê của bà. Lớn hơn nữa, bà phải lội nước sông tràn vào bờ kênh và nhiều lúc bị hụt chân và bơi sang bên kia sông để đến trường vào mùa đông. Khi đậu đại học cũng như là nhiều sinh viên tỉnh lẻ khác, bà phải ở trọ và đã từng bị đuổi ra khỏi nhà thuê lúc nửa đêm vì không có đủ tiền đóng tiền thuê phòng trọ. Chính cái cảnh lang thang giữa đêm và ngủ ngoài đường ở tại thành phố Đà Nẵng, bà đã không những không nản lòng mà còn cố gắng nhiều hơn nữa để mà tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà Liên làm việc cho nhiều công ty và nắm giữ những vị trí then chốt của công ty. Đơn cử, bà đã từng được mời về tiếp thị quản trị với vị trí giám đốc kinh doanh của khách sạn lớn nhất là tại Sài Gòn lúc bấy giờ, Windsor Plaza Sài Gòn, và cũng là một giám đốc đơn vị giỏi tại công ty bảo hiểm Bảo Minh CMG. Bà đã từng quản lý, huấn luyện và truyền nhiệt huyết, kỹ năng bán hàng đỉnh cao cho 100 người trong team của bà trước khi ra kinh doanh riêng. Theo vị CEO người Anh, ông Stephen Roger của công ty chủ, thì bà Liên chính là một trong những vũ khí lợi hại của công ty ông. Ngoài là một chuyên gia về da và là một người am hiểu và có kiến thức sâu rộng về da và làm đẹp, với niềm đam mê sâu sắc về chăm sóc da, bà Liên đã tốt nghiệp 4 trường chăm sóc da, làm đẹp và chuyên gia da liễu tại Úc và Anh. Bà cũng là thành viên của Hiệp hội Da liễu tại Úc. Không dừng lại đó, bà là doanh nhân thực thụ và có kiến thức sâu rộng về kinh doanh. Bà vừa có kinh nghiệm thực tiễn, vừa có học vấn về kinh doanh rất cao, và bà chính là người sáng lập ra các giá trị, tầm nhìn và sứ mệnh của công ty và cùng công ty đưa thương hiệu lên tầm cao mới. Theo như chia sẻ của bà thì nhiều người hỏi là tại sao tôi lại giàu vậy? Thật ra tôi không nghĩ là mình có bao nhiêu tiền là giàu. Tôi quan niệm giàu không thể hiện ở chỗ tôi có bao nhiêu tiền, mà là tôi đã làm thay đổi được cuộc sống của bao nhiêu người. Tôi bán sản phẩm trên nhiều kênh để sản phẩm tốt được đến tay khách hàng nhanh chóng, nhưng tôi coi trọng nhất đó là việc giúp cho các bạn trẻ khởi nghiệp hoặc là những bạn lớn tuổi bắt đầu kinh doanh. Nếu như họ cho tôi thấy họ đủ kiên nhẫn, đủ siêng năng, đủ sự tin tưởng tôi, có chí tiến thủ, thì tôi sẽ huấn luyện họ và giúp cho họ bán hàng thành công hơn. Tôi cảm thấy tự hào khi nhìn họ dần dần chững chạc hơn, lớn mạnh hơn và tự tin hơn cũng như là giàu có hơn. Và chia sẻ đến công thức thành công trong vấn đề bán hàng, đó là hiệu quả cũng như là chất lượng sản phẩm, dịch vụ cùng với chất lượng người bán hàng, chất lượng lãnh đạo, giá trị của công ty, uy tín của thương hiệu và uy tín của người bán hàng sẽ đem đến sự thành công không ngờ. Sống ở Mỹ, có lẽ nhiều đồng hương chúng ta cũng mong mỏi một năm 2021 thực sự là có nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ. Vừa qua, nhà tâm lý học và nhà tiên tri người Anh
Parker đã công bố những dự đoán của mình cho năm 2021 và bao gồm những lời tiên đoán liên quan đến Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ, nước Anh cũng như là nước Trung Quốc. Hàng năm thì ông Parker sẽ đưa ra dự đoán của mình về các sự kiện sẽ diễn ra trong năm kế tiếp và website của ông cũng nói lên điều đó. Ông Parker tuyên bố mình là người đầu tiên thấy trước sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông cũng từng dự đoán việc Tổng thống Donald Trump đắc cử năm 2016 và nhà tiên tri nhấn mạnh rằng tương lai không phải bất biến và mọi người có thể nhìn thấy những manh mối của tương lai và những thách thức sắp xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo tờ Vision Time đã liệt kê một số điểm chính trong lời tiên tri của ông Parker. Điều thứ nhất nói rằng trong thời gian tới chỉ có một phần nhỏ trong gian lận bầu cử bị phanh phui. Ông Parker nói rằng mình không chắc chắn về khả năng đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống đương nhiệm và ước tính xác suất tái đắc cử của ông là khoảng 45%. Điều thứ hai, Tổng thống Trump sẽ bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt. Ông sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao, nhưng ông sẽ không thành công. Các thủ tục pháp lý này sẽ kéo dài cho đến năm 2021. Và ngay cả nếu Tổng thống đương nhiệm không tái đắc cử, ông sẽ lên tiếng đòi cải cách và vạch trần tham nhũng. Ví dụ như ông sẽ tiết lộ thông tin sai lệch về virus Vũ Hán và tham vọng của Trung Quốc. Về vấn đề khí hậu và động đất sóng thần cũng sẽ xảy ra. Những trận động đất lớn xảy ra ở dãy Himalaya, Iran và châu Mỹ. Ngoài ra còn có các vấn đề như lũ lụt, vỡ đập cũng như là các tảng băng trôi lớn cản trở cho vấn đề vận chuyển và lưu thông đường thủy. Và chắc chắn một điều là tất cả người Việt chúng ta đang định cư tại Hoa Kỳ đều muốn trong một năm mới sẽ có nhiều điều tuyệt vời và qua đi những điều không hay trong năm cũ. Nói về vấn đề nhập cư thì vừa qua, đối với Los Angeles County thì cư dân nhập cư đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề kinh tế. Vì vậy quận hạt này muốn hỗ trợ trong những ngày đầy khó khăn do dịch bệnh coronavirus. Để nói về những kế hoạch giúp đỡ thì một số giới chức của Los Angeles County đã tham dự cuộc họp của cơ quan dịch vụ truyền thông thiểu số EMS và chia sẻ qua các diễn giả. Và diễn giả ông Rigoberto là tổng giám đốc văn phòng nhập cư Los Angeles County. Ông nói về ảnh hưởng của lường gạt trong các dịch vụ giúp đỡ cộng đồng nhập cư thì đây cũng là điều mà cộng đồng người Việt chúng ta cũng lắng nghe để mà rút kinh nghiệm và có những sự chuẩn bị tốt hơn cho mình trước những tình huống không ngờ. Theo như ông thì cư dân nhập cư có thể nhận các dịch vụ đó mà không sợ ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của họ. Và ông cho biết hiện nay có nhiều người giả làm luật sư nói sẽ giúp đỡ trong các cộng đồng nhập cư trong các vấn đề pháp lý và tính giá rất cao. Các cư dân đó vừa bị mất nhiều tiền, vừa bị làm hại về mặt pháp lý và có thể dẫn tới chuyện họ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Nhiều cư dân biết họ bị lường gạt nhưng không dám nhờ chính phủ giúp đỡ vì sợ ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của họ và sợ bị chính phủ điều tra và sau đó gặp nhiều hậu quả. Chúng tôi muốn cộng đồng biết quận hạt sẽ giúp đỡ cho họ trong những vấn đề đó, theo ông nói như vậy. Theo ông cho biết thì nhiều nạn nhân đợi nhiều năm mà không thông báo cũng như là không báo cáo chuyện mình lường gạt với chính phủ và họ hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra. Vì vậy ông nhấn mạnh chuyện kêu gọi các cộng đồng nhập cư liên lạc với văn phòng nhập cư Los Angeles County để được giúp đỡ về các vấn đề pháp lý và giúp cho họ tìm được những kẻ gian giả làm luật sư lường gạt người khác. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.